Ai nhớ chăng ai, ai nhớ chăng những chiều gặp gỡ nhau trên cầu. Nước trời xanh ngắt im một màu, lặng nhìn nhau hồi lâu lâu. Giờ tình ta càng ăn sâu sâu một duyên. Vâng, Audio Cường Nguyễn Bắc Giang xin chào toàn thể quý vị và anh em trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay là chiều ngày 22 tháng 11. Bên cửa hàng đã giới thiệu với anh em một bộ dàn Onkyo 909, đời cao hết số của dàn mini nhé. Đấy, mini này nó nhiều thớt. Đấy. A909, cao hết số luôn. Bộ dàn này về gồm 4 thớt, âm ni này, CD này, Tuler và MD. Đấy. Tất cả các chức năng là hoạt động tốt hết. Và đi kèm với bộ dàn nó là loa, đôi loa D102AX. Đấy, dòng này nghe loa nghe rất sướng. Đấy. Loa này bass 12 và công suất là 80W một loa, trở kháng là 4 ohm. Đấy, chép đồ này. Tiếng che sướng lắm. Đây đang chạy CD này. Và dàn về cũng có khiển zin theo dàn luôn. Ai nhớ chăng ai, ai nhớ chăng khói chiều, khói chiều vương vấn mai tranh nhiều. Có bầy em CD đọc tiếng thì rất nhanh. Mini thôi, nhưng mà âm ni này nó có chỉnh bass chét này. Đặc biệt đây có chỉnh 3 chế độ nhạc, chơi nhạc acoustic. Vì sao anh nhớ em thế này? Tiếng rất hay. Đây CD. Buổi chiều. Đây MD này. Đây MD. MD đọc tốt. Đặc biệt rất tốt. FM là tần số 108 nhé. Bắt full đài Radio Việt Nam, Đài Loan Việt Nam. Cuối cùng rồi mình vẫn thế. Đấy. Kết nối với này TV điện thoại này. Báo giá anh em bộ dàn này. Bộ dàn này em bán với giá là 6,5 triệu, chưa bao gồm phí vận chuyển. Đấy, bảo hành cho anh em là 5 tháng. Gồm 4 thớt MD, radio,
CD Omni, loa đẹp cực kỳ luôn, loa nữa còn đầy đủ, căng đầy đủ hết đấy, ba zin nguyên bản cho anh em đấy. Anh em mua thì liên hệ theo hai số điện thoại 0986737347, 0868559829, địa chỉ là ngõ 225 đường Lê Lợi, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang. Đây, bên em vẫn ship hàng toàn quốc khi anh em chuyển cọc. Đấy, hàng vẫn bảo hành cho anh em là 5 tháng. Đây, anh em mua thì liên hệ theo hai số điện thoại trên. Xin trước khi kết thúc video, xin anh em một nút like và bấm vào nút chuông để đăng ký kênh và chia sẻ đến anh em bạn bè người thân biết để theo dõi những sản phẩm mới nhất từ bên Audio Cường Nguyễn. Đây là hàng đấu giá nhé, không phải là hàng nhập bãi lô đâu. Anh em cứ yên tâm, máy móc, máy bao zin nguyên bản cho anh em. Đây, nhìn loa anh em nhìn này, không vết chảy xước luôn. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Đây. Hàng bãi thì không có, hàng nhập lô thì không có như này đâu. Để hàng đấu giá, anh em cứ yên tâm. Đấy. Đấy, anh em mua thì... kết bạn Zalo, gửi chi tiết hình ảnh cho anh em và test chi tiết cho anh em xem. Và xin chào toàn thể anh em.